Trang dung cảm ơn tới cha mẹ đầy thân tuy vì cháu vì công công cho tình cha sớm héo hoang tuổi già cặp hợp tay chặt đầu đấy đầy sướng xa tao cặp xanh xanh vợ chẳng cũng là vì cháu vì con trải qua 88 năm tròn cho con bảo hiểu khi con sáng nay các con các cháu ơi giờ này người ở người đi tâm tình bồ rồi đấy cũng là lần cuối cùng trước lúc trả bài đi xa anh chị em con cháu ơi giờ này để cho tôi về ngắm nàng tài sản cửa nhà mời đâu nhà ta mới được tường hoa mái ngôi giờ này hãy để cho tôi về ngắm nàng gành cám không chuối có bàn tay vợ chồng tôi vun sôi bởi đâu đây để tôi ra đi để này cho cháu cùng con hỡi tất cả các con các cháu ơi khi ăn quả ngọt thì phải nhớ người vun sôi đấy tôi nhìn đã nghĩa xóm tình nàng họ hàng đông đủ trước giờ ra đi tôi muốn nhắn nhủ đôi câu hỡi tất cả bà con ơi người cùng một nhà thì như chỉ cùng một tổ dẫu khi vui buồn sớm nửa có nhau cả cuộc đời thấm thoát chẳng được bao lâu này tôi phải ra đi không hẹn ngày trở lại hỡi tất cả bà con ơi cả cuộc đời hàng xóm ăn ở với nhau đã ngờ với nhau sẽ có điều lầm lỡ này tôi ra đi về hầu tiên đồ của tôi cho điều gì xin bỏ qua cho tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì biết đâu thương tôi mà với tôi cảnh đã lên lúc này ta tham gia bối rồi không được bên châu chạy sâu rồi như những điều sơ xuất vậy gia đình chúng tôi mong một lần nữa thứ bây giờ 30 phút sang ngày hôm nay tôi ra đi không e ngày trở lại ở mảnh mảnh đất quê hương thanh xa yêu dấu này mãi mãi vắng bóng tôi kể từ đây tôi với sự giờ chẳng chẳng ra hỡi tất cả bà con ơi đã gửi cho tôi một tấm lòng nồng vàng còn có anh chị em con cháu họ hàng đã gửi cho tôi những niềm thương nỗi nhớ lấy tôi ra đi mà lòng tôi thương nhớ quá ôi nhớ cháu nhớ con nhớ tất cả mọi người bà con ơi từ thuở xa xưa thì còn khó nghèo cơm săn cơm sung đến ngày hôm nay đây thì đã có ánh điện sáng hồng đời nó ấm mà tôi không còn nữa hỡi tất cả anh chị em con cháu ơi
giờ này chuyến đầu thì khắn tán chẳng xoa. Ôi những giọt nước mắt thì còn đang nặng dần trên gò má. Phải khóc thương tôi hơi tất cả các con gái cháu ơi, sáng nay cha phải đi rồi. Các con gái cháu sống họ trên đời phải một năm đoàn kết giúp nhau, nghĩa xóm tình nhà phải giữ điều thật thích. Nãy giờ hơn tình người sống chết vẫn vẫn có nhau. Còn một điều này nữa cha muốn căn dặn các con. Trường ơi, toàn ơi, tình ơi, công việc của cha sáng nay anh chỉ đến cái con đó là tròn làm sao. Ôi con dân tiếp khách thế nào, các con gái cháu phải có câu lời chào phân minh. Bà con đến đấy vì nghĩa mà vì tình, vì cha, vì mẹ mới đến gia đình viếng thăm. Tròn vàng tuệ tới cong xanh, nâng cơm hiếu nghĩa thăm tình tan ra. Anh chị em con cháu cũng đừng đến lãng phí xa hoa, mà đừng để sơ sót kẻo người ta chê cười. Sau khi công việc của cha xong xuôi gõ kẽ, anh chị em con cháu ấy ngồi sẵn xe cùng nhau. Các cháu ơi phải biết thương yêu nhau như dây bí dây màu, danh lành đồ bảo bảo lấy nhau các